xuyên đêm đấu giá đất ngoại thành Hà Nội, gấp 18 lần giá khởi điểm. Phiên đấu giá 19 lô đất ngoại thành Hà Nội đã kéo dài xuyên đêm đến rạng sáng mới kết thúc. Kết quả sau 9 vòng đấu có lô đất trúng giá hơn 133 triệu đồng một mét vuông, gấp hơn 18 lần giá khởi điểm. Khoảng 4 giờ 30 ngày 20 tháng 8, trải qua hơn 19 tiếng, phiên đấu giá 19 lô đất tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên, H. Hoài Đức, Hà Nội mới kết thúc. Ở vòng đấu giá số 9 đã xuất hiện lô đất trúng giá 133,3 triệu đồng một mét vuông ảnh Nguyễn Trường. Theo thông tin được đấu giá viên công bố, ở vòng đấu giá thứ 9, lô LK03-12, lô gốc 3 mặt tiền, có diện tích hơn 113 mét vuông được trả giá cao nhất là 133,3 triệu đồng một mét vuông, tương đương giá trị mảnh đất này là hơn 15 tỷ đồng. So với giá khởi điểm là 7,3 triệu đồng một mét vuông, lô đất này được nhà đầu tư trả gấp hơn 18 lần. 16 lô còn lại có giá trúng từ 97,3, 127,3 triệu đồng một mét vuông. Hai lô trúng thấp nhất ở mức giá 91,3 triệu đồng một mét vuông. Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất H. Hoài Đức thuộc Ủy ban Nhân dân H. Hoài Đức, tính đến trước ngày đấu giá đất, đã có hơn 700 bộ hồ sơ và khoảng 400 khách hàng tham gia đấu giá. Để sở hữu lô đất, nhà đầu tư phải trải qua 6 vòng trả giá, với mỗi bước giá tối thiểu 6 triệu đồng một mét vuông. Khu đất đấu giá Lòng Khúc, xã Tiền Yên, các lô đất có diện tích từ 74 đến 118 mét vuông, với giá khởi điểm từ 7,3 triệu đồng một mét vuông. Như vậy, mức đặt cọc của nhà đầu tư trong khoảng 109, 173 triệu đồng một lô, tương đương 20% giá khởi điểm. Trước đó, ngay từ sáng ngày 19 tháng 8, nơi diễn ra phiên đấu giá tại Trung tâm Văn hóa Thông tin H. Hoài Đức đã chật kín ô tô của người đến tham dự. Các tuyến phố quanh địa điểm đấu giá có nhiều hàng dài ô tô và người tụ tập bàn tán, chờ đợi kết quả buổi đấu giá này. Bên trong hội trường tổ chức đấu giá, chỉ những người đã nộp tiền đặt cọc mới được cấp thẻ để tham dự. Khoảng 9 giờ ngày 19 tháng 8, phiên đấu giá bắt đầu tiến hành. Cho đến 20 giờ vẫn chưa kết thúc. Lúc này, tại khu vực sân trong Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao H. Hoài Đức vẫn còn hàng trăm nhà đầu tư. Mọi người tranh thủ khoảng thời gian kiểm phiếu để ăn mì hộp, bánh mì lấy sức tiếp tục tham gia đấu giá vòng tiếp theo. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng bám trụ đến vòng đấu giá cuối cùng. Nhiều người đã bỏ cuộc ra về vì lý do giá đất quá chát, quá ảo. Nhà đầu tư ra về lúc rạng sáng ngày 20 tháng 8 khi phiên đấu giá kết thúc ảnh Nguyễn Trường. Theo ghi nhận, vị trí 19 lô đất đấu giá tại khu Lòng Khúc, xã Tiền Yên nằm gần khu vực đường Vành Đai 4, vùng thủ đô. Nơi đây đã được đầu tư đồng bộ hạ tầng đường giao thông, điện, thoát nước. Tuy nhiên, xung quanh các lô đất, cơ sở hạ tầng vẫn hạn chế. Trong thời gian tới, H. Hoài Đức sẽ tiếp tục bán đấu giá hàng chục lô đất còn lại của khu vực này. Thời gian vừa qua, thị trường đấu giá đất vùng ven, các huyện ngoại thành Hà Nội trở nên nóng hơn. Theo đó, tại H. Đan Phượng, phiên đấu giá 85 thửa đất trong ngày 28 tháng 7 cũng ghi nhận có lô đất trúng đấu giá chạm mốc 100 triệu đồng một mét vuông. Ngày 10 tháng 8, phiên đấu giá 68 lô đất ở H. Thanh Oai đã có 7.000 bộ hồ sơ tham gia, trong đó có lô đất được đấu trúng có giá cao nhất là hơn 100 triệu đồng một mét vuông,